dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang đã tổ chức giải bóng chuyền hơi nam nữ kết hợp chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Tham gia giải đấu có 9 đội bóng chuyền đến từ 9 tổ dân phố thuộc phường Quang Trung với hình thức chia bảng đấu vòng loại. Giải đấu nhằm tạo không khí thi đua phấn khởi, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tạo cơ hội để các tổ dân phố giao lưu, học hỏi. Đồng thời, giải đấu nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, rèn luyện thể lực, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng phường ngày càng phát triển văn minh. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba khuyến khích cho các đội.